sáng nay lại một câu nữa là quốc tế thiếu nhi, anh Huy ghé cửa hàng Abon, anh Huy đóng thêm một cái chiếc xe này nữa gửi đi Đắk Nông. Xe này là một cái chiếc xe biến hình ha, mã hàng của nó là 689-284, con này còn màu xanh nữa, đây là màu đỏ ha. Anh Huy sẽ test nhanh để mà đồng thùng thôi. Đây. Đây ha, rất là xinh xắn và rất là dễ thương. Đây, coi sơ sơ đi ha, thì sẽ cắt dây đai ra để chúng ta test nhanh thôi. Đấy. Rồi trước khi rút nó ra thì để cho cái ém dây đai này lại cái đã, để cho nó đừng có chạy một vòng. Rồi lấy nó ra, chưa lấy được đâu, rút rất là kỹ. Còn một cái ém dây đai dưới đây nữa nè. Xe này chơi thường các bạn bị một cái lỗi rất là lớn là khi nó đang ở tư thế robot như vậy, các bạn đè hoặc kéo xuống là nó sẽ gãy ngay cái khớp ở phía trong này. Cho nên đó là những cái nào biến hình bằng nút chức năng, nó có nút chức năng trên tay điều khiển thì các bạn vui lòng, các bạn không có bẻ ha, các bạn không có bẻ bằng tay mà các bạn sẽ biến hình bằng cái nút chức năng đó nhé. Chứ nếu các bạn mà biến hình bằng tay á, các bạn đè các bạn bẻ nó gãy cái khớp ngàm ở trong là không có sửa được đâu ha. Rồi đây xong, sau khi lấy nó ra là cái tay điều khiển sẽ như thế này, nó sẽ có một cái nút biến hình ngay đây nè, chúng ta bấm là nó sẽ bụp xuống, chúng ta bấm miết nó sẽ trở lên và nó sẽ gài với nhau bằng một cái ngàm ở trong này, nó có cái motor để xoay mà các bạn bẻ là gãy cái ngàm. Cho nên lưu ý trước khi đi sâu vô test luôn, chứ để mà quên dặn là về nhà đè bẻ. Có những bé rất là dễ thương, bẻ xong rồi mẹ hỏi ba hỏi làm sao mà nó bị gãy vậy con không biết à. Rồi chúng ta sẽ có câu chuyện tự nhiên mà nó bị như thế, cho nên là anh Phi sẽ phải dặn kỹ các bạn. Cho nên thường ở cửa hàng chỉ test được ở tới mức này mà thôi, còn về chơi thì phải cẩn thận, nhưng mà anh Phi thì dặn dò thêm cái phần đó ha. Mẫu xe này thì là một mẫu xe pin sạc rời. Đây nó có 3 viên pin sạc rời. Pin sạc rời thì rất là tiện dụng các bạn. Trong cái giai đoạn khi mà các bạn chơi á, nếu mà hết pin mà không kịp sạc á, thì các bạn sẽ cho pin thường vô chơi luôn ha. Pin thường là pin này nè, cho pin thường vô 3 viên là chơi được. Còn nếu không thì chúng ta xài pin sạc ha. Rồi anh sẽ chỉ các bạn cái cách sạc luôn. Đơn giản, tháo pin ra, bỏ vào, âm dương đúng cực nhé. Âm dương đúng cực rồi. Rồi xong ha. Rồi đây, bỏ vào thôi và sạc ha. Đây gắn pin lại, luôn luôn gắn ốc này lại nhé, không gắn là nó rớt mấy viên pin ra là đi kiếm chết luôn. Rồi còn nếu mà mấy viên pin này có bị lỡ bị mất thì thay pin này vô chơi ha, mua ra ngoài tiệm điện mua mấy ngàn viên á bỏ vô. Rồi ở đây mở on lên để chơi ha, nè chạy tới chạy lui nè, biến hình nè, quẹo trái quẹo phải biến hình một hồi mình sẽ thử, nhưng mình dành thử anh hướng dẫn sạc trước. Chơi hết pin thì off nè, tắt nè, sạc nè ha. Cắm cái này vô ổ sạc, đây cắm vào ổ sạc ha, rất là dễ cắm vào. Cái này nên để người lớn làm nha mấy bạn nhỏ xíu. Rồi chúng ta sẽ cắm vào đây ngay chỗ này ha, dưới đây ngay chỗ này nó có chỗ sạc, cắm vào đèn trên cục sạc này nó sẽ sáng và sạc từ 2-3 tiếng là dừng, không sạc qua đêm nha các bạn nhé. Sau khi sạc đầy 2-3 tiếng mình canh giờ nha, lúc sạc 12 giờ thì 2 giờ lấy ra, lúc sạc 6 giờ thì 8 giờ lấy ra ha. Sau khi lấy ra xong thì mở on lên để chơi. Rồi đây chúng ta sẽ chạy tới nè, tới ha, lùi ha, ha bên tay trái ha, bên tay phải ha, à, múa vòng vòng ha. Đó, rồi biến hình là cái nút này, sau khi chúng ta bấm cái nút này là nó sẽ biến hình. Sau khi xong xuôi thì nè, tới nè, tới nè, lùi nè ha, rồi bên trái nè, bên phải nè, bên trái nè, rồi biến hình trở lại nè, à, hấp dẫn chưa, à, biến hình trở lại nè, chúng ta nhấn cho tới khi nào nó lên thì tới khớp ha. Rồi giờ nhấn miết là nó sẽ trở xuống ha, tới khi vừa đúng là mình buông, à, rồi xong nào, rồi nào, à, rồi được chưa, ổn, rồi xong chạy tới chạy lùi ha. Rồi đó là xong. Vấn đề ở chỗ là chúng ta sẽ cho vào hộp và chúng ta sẽ đóng thùng mà thôi. Anh Phi sẽ chụp 1-2 tấm hình ha.